Okay, lần nữa nha.
Do you want to leave a message? Bây giờ có từ nào khó nhỉ? Do you want to leave a? Như vậy mình nói từ leave âm vật sang từ a ở phía sau. Leave, okay? Leave a message. Message. Okay? Message. Alright, good job. Như vậy nguyên câu sẽ là Do you want to leave a message? Do you want to leave a message? Okay, good job. Nhưng mà trong phần nói thì không nhất thiết người ta phải dùng là want to đâu. Người ta sẽ dùng là want gì? Want to. Alright, đúng rồi. Do you want to leave a message? Đúng không? Right, good. Okay, thế là bây giờ mỗi câu cuối cùng, mỗi câu thứ tư. Chị có muốn chút nữa gọi lại không? Đấy. Okay, hay là chút nữa chị gọi lại đi. Nha. Câu đó tiếng Anh như thế nào nhỉ? Would you like to call back later? Lại lần nữa nha. Would you like to call back later? Lại lần nữa nè. Would you like to call back later? Okay. Rồi, bây giờ chúng ta cũng sẽ có một cái kịch bản để cho cô và các bạn cùng practice những cái kiến thức vừa học nha. Trong trường hợp này các bạn vẫn là nhân viên của Legend Hotel, bạn là receptionist, maybe. Và cô sẽ again một lần nữa gọi điện thoại và muốn gặp sếp của bạn. Và các bạn sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Sếp của em thì hiện tại đang không available. I'm afraid he's not available at the moment. Đúng chưa? Rồi tiếp theo nữa là chị có muốn để lại tin nhắn không? Do you want to leave a message? Ok. Rồi bây giờ nội dung là như thế. Kịch bản đã nằm sẵn trên màn hình. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Alright, lượt các bạn trước nè. This is Ngọc Cúc from It's My Business English. I actually wanted to talk to John. Is he there at the moment? Okay. Yes. Alright. Okay, thank you. Yeah, đơn rồi đúng không ạ? Đơn giản đúng không? Rồi, như vậy thì cô và các bạn vừa hoàn thành xong những mẫu câu về chủ đề Making a Connection, kết nối đường dây điện thoại trong chuỗi video về telephoning. Và tổng kết lại này thì trong hai video vừa qua, cô và các bạn đã cùng nhau nói về chủ đề 1. Identify yourself. Giới thiệu mình là ai? 2. Putting through, yêu cầu kết nối điện thoại. Và thứ ba, làm thế nào để trả lời lại đối với một cái yêu cầu kết nối điện thoại trong trường hợp là có thể hoặc là không thể kết nối, making a connection. Ok, thì cô mong muốn là mọi người về nhà sẽ practice nhiều hơn những mẫu câu mà cô đã cung cấp. Và mọi người lưu ý là đây chỉ mới là bắt đầu thôi của chủ đề telephone này. Và cô và các bạn sẽ gặp nhau rất nhiều nữa trong những video clip tiếp theo cũng về chủ đề telephone này. Yes, ok, goodbye and see you later.